Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 13, câu 1 đến câu 9. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghèo. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Suy nghĩ, hôm nay Đức Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để giúp cho những người đương thời nhận ra mình đang thuộc thành phần nào trong dụ ngôn. Qua đó cần có một thái độ phù hợp với tin mừng. Trước tiên, Đức Giêsu nói, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Hình ảnh này cho thấy có nhiều kẻ đón nhận lời Chúa, nhưng lời ấy không sinh ích lợi cho họ vì sự hời hợt chóng qua, nên lời Chúa không thấm nhập gì trong lòng, khiến những thứ tội lỗi sớm chiếm phủ tâm hồn họ. Rồi có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Thật vậy, có người đón nhận theo trào lưu, theo sở thích hay hiệu ứng đám đông, chứ không có chiều sâu. Vì thế, khó khăn xảy đến, họ là những người cao chạy xa bay vì sợ liên lụy, không dám can đảm để chấp nhận mình là người thuộc về Chúa nữa. Tâm hồn họ sẽ héo dần theo năm tháng vì không có Chúa ở cùng. Và có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm nên nó chết nghèo. Trong đời sống của con người hiện nay cũng vậy. Họ có quá nhiều sở thích, đến nỗi cái chính yếu lại trở thành phụ thuộc, cái bên lề lại đưa vào chính diện. Tin Chúa, nhưng đồng thời cũng tin đủ thứ. Đời sống đức tin của họ thuộc dạng người thiếu lập trường, nên gió chiều nào thì ngã theo chiều đó. Cuối cùng, có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Tuy nhiên, để trở thành thửa đất tốt theo tinh thần tin mừng, mảnh vườn tâm linh của con người phải là một mảnh vườn đơn sơ, chân thành, để hạt giống một khi được gieo vải thì sẽ có cơ hội phát triển và trổ sinh bông hạt dồi dào. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là hạt giống tốt và thửa ruộng màu mỡ, để lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con và được phát triển qua hành động tốt chúng con làm hằng ngày. Amen.